Chưa đến 11 giờ đã về này. Phiên chợ cuối tháng. Cái này người ta bán rẻ mà. Thì cháu bây giờ chỉ gì chắc thèm, chả thèm nhưng mà không nuốt được. Mày ơi, chặt vườn, đúng hết. Bây giờ chịu khó về mà làm. Được. Rộng quá. Cháu bây giờ có mấy mét vuông để làm sân. Tiếp xe cộ chật quá nhỉ. Nay bán được cái nào? Chả bán được. Đây có cây hồng hồng mai này được phết đi. Nay phía nó vắng, phía tháng thiếu. Ở đây vắng rồi. Phía tháng thiếu vắng. Alo. 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 Cái này nó à. Em lại vừa ra cho ông nhạn. Giờ mới ra đây. Cứ ngồi uống nước anh nhá. Cái bia là xin cái bia này. Anh Ngọc Mai. Cây này muốn gắn cái cổng ạ cũng được. Lùa nó là vào được. Giống cái cây mà nó làm tất nhiên ạ. Nó không thể nào nó hoàn mỹ như cái kia nhưng mà nó làm được. Thế không Ngọc Mai này nhiều tiền không chú? Đâu. Đấy. Bây giờ khách là 2 triệu 2. Khách là 2 triệu 2, chưa bán, đúng không? Muốn bao nhiêu thì bán chú? 2 triệu 6. Quay lại mấy lần rồi? Đấy, ông gửi về ông nhét cho nó cái cổng nó cũ vào đây. Được. Đang mùa hoa. Mùa giả thêm mùa lấy. Cháu bây giờ cơm không có ăn. Cái gì cũng thích nhưng mà mấy lần quay lại rồi. Cái gì cũng thích nhưng mà không có tiền, khổ lắm. Đấy, mất công quay quay đây này. Rồi đấy. Lại lấy của nhà giàu à? Lại mua của nhà giàu rồi à? Nhưng mà có cái này chưa? Có rồi. Có cái này chưa? Có rồi. Lại mua của nhà giàu về. Có cái này chưa? Ba chục ba xe cây. Có cây này chưa? Xem trái. Nó đang giá 2 triệu 2. Mà giả thêm vào đấy, nó giả thêm. Vâng, bán cho nó 2 triệu. Được không ạ? Lại xốm rồi, này lại xốm rồi. Trái xịn luôn. Vâng. Cái đẹp rồi, cái này chuẩn mực đấy. Chuẩn đất Nhật nhỏ, đâm ra là phải bọc ni lông. Đi đường nó sóc dưới hết. Ông Quân ông có cái bộ ở trên cũng được hết, nhưng không biết bán hết chưa. Vẫn còn đấy. Mấy nắng à? Nắng ngoài hiên này. Bác xem mới chậu. Cái này chắc chả hỏi giá. Bà bác ơi. Đầm đầm. Đầm. Bác chậu có trồng trở mỗi năm. À thế à? Bác chậu đầm. Giá là ngày giá. Bác lấy lốt được 6-3 chậu nhỉ? Nó thật cái đẹp ra không có đâu. Nếu cây cây bây giờ không xúc cảm thì không bao giờ đẹp. Bây giờ tao lại phải mua một cái loại 500 cái hay 3 cái hay chút nữa để mà trồng cái cây trồng. Không, cái này trồng kín rồi, cả bác cứ để trồng kín này thôi. Trồng đây là trồng kín của cháu thôi. Nếu mà bác không sang trồng đẹp thì vừa mua hả? Mình vừa mua. Bao nhiêu rồi ạ? Anh mua bao nhiêu? Hả? 15. Đấy bác ngắm đi. Nhìn cái thiên hạ mua mình cứ thèm nhỏ dãi à. Thèm lắm. À chắc rộng. Đấy, 15 đồng đấy. Và nhìn anh em mua mình cứ thèm nhỏ dãi. Cây đẹp không mua được mà. Tiền không có. Đây đi đâu ra muộn đấy. Thì vừa mới ở công ty ra được tí. Nay sáng mắt không đi đâu được. Chịu. Đẹp quá. Em nốt vòng ở đây nhá. À đây luôn à? Thế à? Thế này phải về cất cây ra chứ. Đây nhá. Kênh Châu. Ủa, cái ngũ sắc ốp đá.
cây xanh của bác nào đây? Đấy. Vâng, anh nhá. Đấy, chúc mừng đấy. Ngày rằm đấy. Bằng tiền ngày rằm 15 đấy, sợ chưa? Trả lấy cây của ông nào. Đây có cây gì đây? Cây cây hoàng lan à, cây gì à, cây ngọc lan à, có phải ngọc lan không? Hình như cây ngọc lan ấy. Cây ngọc lan này chơi hoa hay bệ biết có, tất nhiên là cây ngọc lan này không thể yêu cầu mong muốn là như cây xanh được, nhìn này đẹp rẻ chắc mấy trăm nghìn thôi. Đó. Không quá cầu kỳ là thế mình chơi hay rẻ. Đấy gian hàng người chợ vắng tanh à, chạy hết chủ cây chạy hết tranh ngắn hết. Đấy là mùa mai đá biết rồi. Mình vẫn cứ lang thang giữa chưa thấy nắng. Kêu không 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 bán cây à mà cứ ngồi trong đấy. Ờ nhỉ, hôm nay mình không thấy nắng nhỉ, mà sờ đến đầu bỏng hết cả tay. Như có tí gió nó đỡ. Đấy, đá này nhìn kiểu như đắp đất nhưng mà nó là đá. Sờ cái các bác nhé. Nó là cái đất của núi Tây Bắc. Đại loại vậy. Chứ đá đống thủy nó cũng cũng không không hẳn là đá đống thủy. Cũng gọi là đá đống thủy cơ. Nó là đống thủy. Nhưng mà nó giống với cái bác đi lên Tây Bắc mà hay lở núi, nó giống cái đá này lắm. Đá đống thủy. Xin lỗi các bác mình bỏ đất. Gồng tị. Xanh dáng liễu rủ. Thôi, bây giờ cảm thấy nắng rát rồi đấy. Nắng này thì khó đi thế nhỉ. Vâng. Xanh khổ. Hôm nay có ra đi được cây nào? Hôm nay thì có ông ạ. Đấy. Nay chợ vắng tanh mà. Để đấy có cái gì chèn không? Đấy, cho lên xô. Lại phải chẳng, cứ tưởng xong rồi lại phải chẳng. Mất công này chảy ra về là chán, nhìn cây thì nó cho mình đào đúng không? Đúng. Gặp người yêu thích nó lại lên vượt mong đợi. Phiên hôm nay đi là xác định rồi. Thế. Lên đường thôi. Về sớm cho mát. Bảo bây giờ hôm nay ông nào mà đi tầm này mua mới sướng. Không phải mặc cả nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ mua. Đấy. Chính công nói phát là thích luôn. Cũng này phải kéo bác luôn.
đây ông nhập gì vậy? Ông còn rón rén lắm, ông bán thì mạnh mà mua thì rón rén. Ta lại hẹn những cái chuyên nó rực rỡ hơn.